Trân trọng kính chào tất cả anh chị, chúng ta đã quay trở lại với kênh review lợn kép của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành test karaoke với dòng sản phẩm là GMW 7000S cho tất cả anh chị chúng ta nghe thử chất lượng karaoke có hay không. Và những clip trước thì chúng tôi cũng có mô tả thông tin kỹ thuật chi tiết về sản phẩm này, cũng như là một số bài hát nhạc trữ tình cũng như là nhạc trẻ. Và ngay bây giờ thì tôi xin thử một bài remix xem sao, coi karaoke này bass chép có là chắc không anh chị. Anh chị chúng ta cùng nghe thử ạ. Trời nó xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nơi tình yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết dần dần. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em với dòng sản phẩm là GMW 7000S thì chất lượng karaoke rất là hay và chúng ta rất thích hợp sử dụng ở ngoài trời vì dòng sản phẩm này công suất rất là lớn các chị nhé. Từng trôi nó xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tình yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết dần dần. Mùa xuân đã lâu quá không hát bài này. Và em đã biết nói tình yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết dần dần. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em À, vâng, vừa rồi thì tôi cũng đã test một bài hát karaoke với giai điệu remix và anh chị chúng ta cũng xem thử là cái dòng sản phẩm này bass chép cực kỳ chắc luôn.
Thì ngay bây giờ tôi sẽ tiến hành hát một bản nhạc bolero thử xem coi có hay hay không anh chị nhé. Mời anh chị chúng ta cùng chịu khó nghe một bài nữa nha. Allez. Allez, allez, 1, 2, 2, 2, allez, allez. Người đi đi ngoài phố chiều nặng tắc bên sông. Người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù. Thành ghế đã chiều gồng viên ngày xưa. Ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chừng bỡ ngỡ bỡ vơ. Người đi đi ngoài phố bay dấu chân lạc lối. Hình bóng cũ người xa xưa còn đâu, còn đâu. Tình duyên đã lỡ làn. Thôi chia tay nhau từ đây. Nghe nước mắt vây quanh. Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng may khi tình đầu kết thành duyên mong mượt. May khi tình đầu kết trọn mong đậu em. Xin từ giá đường phố trắng mưa màu. Làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm ta từ. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu. Từ đây xin ra từ. Thôi chia tay nhau từ đây. Nghe nước mắt vây quanh. Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong mượt. Mấy khi tình đầu kết trọn niềm đậu em. Xin từ giá đường phố trắng mưa màu. Làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm ta từ. Thành phố cũ người xa xưa còn đâu, còn đâu. Từ đây xin xa từ. Thành phố cũ người xa xưa còn đâu, còn đâu. Từ đây xin xa từ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke với dòng sản phẩm là GMW 7000S cho tất cả anh chị chúng ta xem về chất lượng karaoke nó như thế nào. Thì với hai bài hát, thì bài hát remix cũng có và bài hát trữ tình cũng có, thì tùy vào sở thích của mỗi người thì anh chị chúng ta đánh giá nhé. Thì với dòng sản phẩm này của chúng tôi, loa kéo công suất rất là lớn thì thích hợp cho tất cả anh chị chúng ta sử dụng ở ngoài trời. Ở đây thì chúng tôi đang review ở tại một cánh đồng hoang và mọi người thả diều rất là nhiều, nên thành thử là các anh chị chúng ta cũng cảm nhận về âm thanh công suất nó lớn như thế nào và tổ chức các tiệc có phù hợp với mình hay không. Cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi, và anh chị có mua hàng của chúng tôi thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được ghi lại ở bên trên màn hình cũng như là bên dưới phần mô tả. Chúng tôi có ghi chi tiết cái thông tin kỹ thuật, hoặc anh chị muốn xem video mà mô tả về chi tiết của chúng tôi thì chúng tôi có để đường link ở bên dưới, anh chị vui lòng bấm vào và tham khảo nhé. Nếu mà anh chị chúng ta ở xa thì cũng đừng ngại gì cả, vì sản phẩm của chúng tôi có cung cấp hàng trên toàn quốc. Anh chị quan tâm mua hàng thì chỉ việc alo cho chúng tôi thì chúng tôi ship hàng tới anh chị và cho anh chị kiểm hàng thoải mái luôn anh chị nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều và xin gặp lại tất cả anh chị và quý vị và các bạn trong những video review tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.